Ông Vi Văn Thuật, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Pọng cho biết, nhờ phát triển mô hình nuôi bò sinh sản, cuộc sống của người dân trong bản đã thay đổi. Anh Hà Văn Mắn vui mừng vì nhờ nghề nuôi bò mà gia đình anh đã thoát nghèo, hai con có điều kiện ăn học. Anh Hạnh Linh, nuôi bò sinh sản đang là nghề hot của bà con. Cả bản có 93 hộ thì nhà nào cũng nuôi bò. Hộ ít là hai con, hộ nhiều lên tới cả chục con. Có thời điểm cả bản có gần 500 con bò, ông Thuật nói. Theo ông Thuật, thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử năm 2018, nhiều đàn trâu, bò của bản bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi sơ tán tránh lũ trở về, người dân tay trắng, vất vả vực dậy, bắt đầu một cuộc sống mới. Để khắc phục sự cố sau lũ, tận dụng một phần diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp, bà con đem cỏ ra trồng để làm thức ăn cho bò. Lúc đầu mỗi hộ chỉ nuôi một, hai con để kiếm kế sinh nhai. Khi thấy hiệu quả kinh tế, nhiều hộ dân trong bản rủ nhau nuôi bò. Là hộ nuôi bò nhiều nhất bản Pọng, anh Hà Văn Mắn, 28 tuổi, cho biết nhờ nuôi bò mà gia đình anh đã đổi đời. Theo anh Mắn, năm 2021, gia đình anh vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát để mua 5 con bò sinh sản. Sau nhiều năm vất vả chăm nuôi, anh đang sở hữu 13 con bò, mỗi năm kiếm cả 100 triệu đồng. Theo anh Mắn, nuôi bò không vất vả, không tốn công chăm sóc nhưng mang lại thu nhập cao. Mỗi năm một con bò sẽ đẻ một con mê. Mê được nuôi trong vòng 6, 8 tháng sẽ xuất bán với giá 18 đến 20 triệu đồng con. Trừ công chăm sóc, gia đình tôi cũng lãi 100 triệu đồng mỗi năm. Số tiền lời từ nuôi bò giúp gia đình có thu nhập ổn định, anh Mắn cho hay.